Ban biên tập chương trình Thời sự nhanh mến chào quý vị khán giả, mến chúc quý vị có một ngày làm việc thật hiệu quả và cùng chúng tôi cập nhật kịp thời những thông tin nổi bật đến từ Thời sự nhanh. Mời quý vị cùng tiến tới chuyên mục điểm tin chính và cùng theo dõi. Đưa vụ án trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai vào diện theo dõi. Thưa quý vị, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Đồng Nai đã đưa vụ án đưa và nhận hối lộ tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai vào diện theo dõi chỉ đạo. Ngày 25 tháng 5, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Đồng Nai cho biết đã thống nhất bổ sung vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai vào diện theo dõi chỉ đạo. Trước đó, tối ngày 26 tháng 4, Công an tỉnh Đồng Nai bất ngờ có mặt tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai, khu công nghiệp Biên Hòa, thành phố Biên Hòa để khám xét nơi làm việc và bắt khẩn cấp ông Dương Việt Hồng, giám đốc 3 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới thuộc Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai để điều tra các sai phạm liên quan đến việc kiểm định xe cơ giới. Hiện nay, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Đồng Nai đang theo dõi chỉ đạo 21 vụ án, vụ việc. Ban chỉ đạo yêu cầu các đơn vị liên quan, ngành chức năng trong thời gian tới chỉ đạo xử lý nghiêm minh, đồng bộ giữa xử lý kỷ luật đảng với xử lý kỷ luật hành chính và xử lý hình sự đối với các hành vi tham nhũng tiêu cực, tăng cường phối hợp phát hiện, xử lý tham nhũng tiêu cực qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Bảo vệ bệnh viện ca Tân Triều đánh nhau với người nhà bệnh nhân. Thưa quý vị, mâu thuẫn xảy ra khi người nhà bệnh nhân đòi vào phòng bệnh dù đã hết giờ thăm nom. Ngày 25 tháng 5, mạng xã hội lan truyền video quay cảnh xô xát giữa nhân viên bảo vệ Bệnh viện ca Tân Triều Hà Nội với người nhà của bệnh nhân. Thông tin từ Phòng Công tác Xã hội Bệnh viện ca Tân Triều, vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày, khi đó bảo vệ bệnh viện không cho người nhà bệnh nhân vào phòng bệnh vì ngoài giờ thăm nom. Người nhà bệnh nhân sau đó nói là được bác sĩ gọi vào, nhưng sau khi xác minh với khoa, bảo vệ xác định thông tin này không đúng. Hai bên xảy ra mâu thuẫn xô xát. Khi xảy ra vụ việc, Bệnh viện ca Tân Triều đã mời công an địa phương đến để làm việc, giảng hòa. Đồng thời nhân viên bảo vệ trên cũng đã bị cho thôi việc. Tuy nhiên, đại diện Phòng Công tác Xã hội cho biết người nhà bệnh nhân cần tuân thủ các quy định của bệnh viện, tránh gây ảnh hưởng đến quá trình điều trị của bác sĩ, bệnh nhân, cũng như hạn chế xảy ra mâu thuẫn tương tự.